Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm bánh mì không. Ở đây là mình có là bột mì đa dụng 500 g, với bơ, bơ thực vật, một quả trứng gà, với mình có men khô. Rồi bắt tay vào mình làm bánh thôi nha. Đầu tiên là mình sẽ cắt, mình bỏ hết 500 g bột mì này vô hết luôn. Tiếp sau đó là mình sẽ bỏ 8 g men khô này vô, tương ứng với 2 muỗng cà phê. Men này mình khỏi cần kích quạt, mình bỏ thẳng vô luôn. Rồi tiếp theo đến là mình sẽ bỏ một cái trứng gà này vô. Tiếp theo là mình sẽ bỏ nửa muỗng cà phê muối. Một muỗng canh rưỡi đường. Rồi mình trộn cái này cho nó đều lên. Xong mình bỏ thêm, cái này là 260 ml nước lọc. Mình bỏ từ từ thôi rồi mình trộn. Xong mình bỏ hết nước này vô luôn. Rồi mình trộn đều lên. Rồi mình sẽ nhồi sơ bột lại. Rồi sau bắt đầu mình sẽ nhồi sơ bột. Đầu mình nhồi cho nó thành một khối là được. Sẽ bỏ thêm 25 g bơ vô. Rồi mình nhồi chung vô luôn. Bột mình nhồi được một lúc thì nó được gì đây. Rồi bắt đầu mình để đây. Mình để nắp lại, mình ủ nó trong vòng 15 phút. Rồi mình đem ra nhồi tiếp. Rồi sau đây bột mình đã ủ được 15 phút. Mình sẽ lấy bột ra và mình nhồi sơ lại. Bột mình hơi dính tay nên mình sẽ áo một lớp bột khô lên mình nhồi sơ lại. Bắt đầu mình sẽ ủ bột mình thêm 15 phút nữa. Rồi xong, bột mình bắt đầu nó ủ được 15 phút lần 2. Mình sẽ lấy ra, mình nhồi sơ lại. Mình sẽ nhồi sơ lại thêm chừng 5 phút nữa, rồi mình ủ lần 3.
lúc này bột mình nó cũng bớt dính tay rồi nè. Sau khi 5 phút mình nhồi thì bột mình sẽ được như gì đây. Rồi bắt đầu mình sẽ đi ủ bột trong vòng nửa tiếng. Sau khi bột mình ủ được nửa tiếng thì nó nở ra gấp đôi. Đầu mình ấn, ấn cho bột khí nó xẹp xuống. Rồi mình nhồi sơ lại. Mình sẽ áo một lớp bột khô cho đừng dính tay mình. Xong mình chia bột ra. Rồi bắt đầu mình sẽ chia bột ra. Rồi xong mình sẽ vo tròn bột lại. Mình làm tiếp tục như vậy. Mình sẽ vo những viên tròn tròn như vậy đây. Xong mình sẽ lấy ra một viên để mình cán bột, còn nhiêu mình đậy lại để nó khô bột. Rồi bắt đầu mình sẽ cán. Bắt đầu mình tạo hình bánh nha. Mình sẽ cán bột cho nó dẹp ra. Cho mấy cái bột khí thì nó bể. Xong mình sẽ gấp hai đầu này lại. Bên đây nữa. Xong rồi mình gói này vô từ từ. Gói từ từ thôi. Tới đây mình không còn gối nữa. Rồi mấy cái lần này mình nhíp nó lại, mình miết lại cho nó chặt lại. Rồi xong một cái. Rồi mình làm cái tiếp theo cũng giống vậy luôn. Tiếp tục mình làm cái tiếp theo. Mình cũng cán bột ra. Mình gấp hai đầu hai bên này lại. Rồi mình gói vô, gói từ từ thôi.
đây mình cũng miết mấy cái đầu này lại. Xong mình làm tương tự vậy cho tới hết bột nha. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng một cái xô, mình nấu một ít nước sôi, mình để vô cái lò nướng, rồi mình để bánh mì vô, mình ủ khoảng 30 đến 35 phút rồi xong mình mới lấy ra mình nướng được. Rồi bánh mình đã ủ được 30 phút rồi, mình sẽ lấy bánh ra. Bắt đầu mình sẽ làm nóng lò nướng khoảng 10 đến 15 phút ở nhiệt độ 200 độ C. Xong mình bỏ bánh vô mình ủ thêm 5 phút nữa rồi mình mới nướng bánh được. Bắt đầu bánh mình cũng đã ủ được trong lò nướng được 5 phút rồi, bắt đầu mình sẽ tạo hình bánh. Mình sẽ dùng con dao này mình cắt. Mình cắt một đường thôi, cắt thêm đường nữa cho nó sâu vô trong. Khi mình cắt xong hết thì mình sẽ xịt miếng nước lên bề mặt bánh. Rồi mình sẽ bỏ vô lò nướng mình nướng trong vòng 20 phút ở nhiệt độ 200 độ C nha. Phẩm mình mới làm xong, bánh mì không rất là thơm ngon hấp dẫn luôn.